Thưa quý vị, Ban Chỉ huy quân sự phường Thanh Bình, quận Hải Châu vừa phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức phiên chợ không đồng phục vụ nhu yếu phẩm hỗ trợ đối tượng chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, 88 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28 tháng 3, 48 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 và 76 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quận Hải Châu 25 tháng 3. Để chia sẻ những khó khăn vất vả của bà con nhân dân, gia đình chính sách, sinh viên học tập trên địa bàn, Ban Chỉ huy quân sự phường Thanh Bình thường xuyên phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức phiên chợ không đồng vào dịp cuối tuần tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, gia đình quân nhân tại ngũ, lực lượng dân quân, gia đình chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban Chỉ huy vận động phối hợp với lại mạnh thường quân cũng như Ủy ban mặt trận phường tổ chức hàng tuần tổ chức phiên chợ không đồng được nhân dân rất ủng hộ, đặc biệt là các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, tạo cái sự lan tỏa phấn khởi cho trong nhân dân cũng như đối với các em sinh viên thì rất là phấn khởi, an tâm tư tưởng học tập công tác. 30 triệu đồng trên mỗi phiên chợ với những thực phẩm thiết yếu như thịt, trứng, rau, củ quả được trao tận tay hơn 360 đối tượng khó khăn và sẽ được duy trì thường xuyên vào ngày chủ nhật cuối tuần. Trên tinh thần cùng nhau chia sẻ yêu thương, sản phẩm từ phiên chợ thật sự đã trở thành bữa cơm thân tình hàng tuần cho sinh viên nghèo và các đối tượng khó khăn tại địa phương. Đó là niềm vui, phấn khởi, là nguồn động lực để mỗi người nuôi dưỡng những ước mơ về một tương lai tươi đẹp hơn. Em thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Nó có thể là giúp cho các em sinh viên có một bữa ăn đầy đủ hơn và từ đó là các em có thể cống hiến cho xã hội, cho đất nước những cái việc có ích hơn ạ. Em thấy cái phiên chợ không đồng này giúp ích cho bọn em rất là nhiều ở trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong học tập rồi vậy. Thì em mong là có nhiều thêm các cái phiên chợ không đồng như thế này nữa để xoay sở phần nào cho bọn em cũng như là giúp ích cho bọn em trong học tập cũng như là cuộc sống hàng ngày có thể tốt hơn. Nhiều năm nay, không chỉ phường Thanh Bình mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phiên chợ không đồng đã thực sự trở thành hoạt động ý nghĩa, quen thuộc của lực lượng vũ trang thành phố, thể hiện mối quan hệ quân dân gắn bó, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.